À, xin chào quý vị và bà con, chúng ta lại đến với kênh Nhà Nông.net. Và thưa bà con, quý vị khán giả, trong những cái chương trình và số trước thì chúng tôi có chia sẻ cho bà con, quý vị khán giả về cái cách mà nhận biết và cũng như là hiểu sâu hơn về con rùi ma đảo Thái Lan. Và hôm nay thì chúng tôi lại được đồng hành và kết nối với anh Lâm đây. Anh Lâm sẽ dành thời gian để chia sẻ một cái chủ đề rất là hay, đó là về ghép đôi, đúng không ạ? Vâng, bởi vì là ghép đôi này không những là con rùi mà những cái loại động vật khác thì nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến cái kinh tế, đúng không ạ? Và cái lứa của nó, đúng không ạ? Nhiều khi đối với con rùi này chẳng hạn mà mình quá lứa chẳng hạn và mình không biết cách tách ghép như thế nào thì nó cũng là một cái câu chuyện rất là khó để mà đạt được cái năng suất, đúng không ạ? Và cái con giống nó như ý, đúng không ạ? Thì hôm nay anh Lâm sẽ lại dành thời gian để chia sẻ cho bà con và cũng như quý vị khán giả về cái cách mà ghép đôi và cái thời điểm nào tách, thời điểm nào mà con rùi nó động đực và thời điểm nào để con tách mẹ nó ra và chăm sóc như thế nào. Thì anh Lâm sẽ lại dành thời gian để chia sẻ cho bà con và cũng như quý vị khán giả. Vâng. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì để mà cái con rùi này ghép đôi được thì chúng ta sẽ dựa vào cơ sở hai dòng rùi. Thứ nhất là dòng giá mao má đào đại. Vâng. Thì nó trên 3 kg là nó sinh sản, thì 2,5 kg là chúng ta bắt đầu ghép đôi. Vâng. Đấy. Và nếu cái dòng rùi má đào bé thì tầm 1,5 cân là người ta bắt đầu ghép đôi. Vâng. Thì hôm nay trang trại tôi nuôi cái dòng rùi ma đào đại này, đấy, người ta gọi cái tên là ma đào Thái Lan. Vâng. Thì nó sẽ trên 2,5 kg là chúng ta bắt đầu ghép đôi. Vâng. Đấy. Thì bà con để quan sát cùng với camera của chúng tôi thì đây là những cái con rùi ma đào, đây nó bắt đầu là 3 kg. Vâng. Là chúng tôi đã ghép với nhau rồi. Đấy. Và những cái con này nó phải đạt cái độ tuổi này, từ 1 năm tuổi đổ lên là nó mới đạt 3 kg, còn nếu con 10 tháng thì nó chỉ đạt 2,5 kg thôi. Vâng. Đấy, thì như những con này là nó hơn 4 cân rồi. Vâng. Đấy, và con này là đây, con này là con đực đây, chuẩn là con đực đây. Rất là đẹp nhỉ, to. Vâng. Thế con đực này thì nếu mà 4 cân thì nó sẽ phải ghép với con khoảng tầm 3,5 cân hoặc là 4 cân. Chúng ta nên chọn những con rùi nó đạt cùng cái trọng lượng khác nhau, giống nhau. Vâng, vâng. Đấy, con đực phải nhất thiết phải to hơn, tức là đồng bộ, đồng bộ. Ừ. Đồng bộ, con đực không được bé hơn con cái. Đấy, và cái thời điểm ghép giống ấy là chúng ta phải quan sát là những ngày mát trời thứ nhất. Đấy. Thứ hai, nhất thiết là con rùi ma đảo nó phải béo thì mới ghép đôi được. Nếu chúng ta mà nuôi mà nó đang gầy mà chúng ta ghép đôi thì chắc chắn con đực với con cái sẽ không nhảy, và nếu có nhảy thì nó sẽ gây ra chết con đực. Không đủ dinh dưỡng là nó sẽ tiết ra những cái chất tinh trùng đấy, nó sẽ làm hao cơ thể và chết rất là nhanh. Chính vì thế là khi mà chúng ta nuôi thật béo chúng ta mới ghép đôi. Và như thế này, đây bà con thì quan sát như thế này, anh có thể là quay trực tiếp ở đây không? Đấy. Những con mà chúng ta ghép đôi đấy mà nó mà không ở với nhau mà nó tranh chuồng như thế này thì chúng ta phải quan sát thật kỹ. Trong quá trình ghép ấy, là chúng ta phải đứng quan sát hoặc là có khi mất cả ngày, thỉnh thoảng đi ra đi vào quan sát. Nếu trường hợp chúng nó không ở với nhau, chúng ta nên tách ra tìm con khác. Thì con rùi này trong quá trình ghép đôi nó sẽ có cái một cơ thể của con này nó hợp với một cơ thể con kia. Đấy, nó khi mà nó đã không ở với nhau rồi chúng ta rất khó ghép. Đấy, còn trường hợp mà chúng ta không có con nào để ghép mà nhà có một con đôi rùi ấy, chúng ta phải mua một cái lồng mèo rất là to. Đấy. Đấy, xong chúng ta thả một con vào bên trong đấy cho ăn. Đấy, và một con ở bên ngoài. Chúng ta cho ở thế cả tuần thì dần dần nó sẽ quen hơi và nó sẽ không cắn nhau nữa. Vâng. Đấy là cách chúng ta cưỡng chế. Vâng. Để mà núi này ấy nó mà sinh sản tốt. Đây, bà con này quan sát trực tiếp, anh camera quay trực tiếp vào đây. Đây đang lấy giống này. Đấy. Như thế này là rùi bắt đầu gần 3 cân là đang lấy giống như thế này rồi. Hôm nay rất là mát, hôm nay là tháng giêng âm lịch năm 2023, đúng không? Đấy là ngày ghép giống rất là tốt. Đấy, ngày đẹp đúng không? Nếu con rùi nó có béo này, con rùi đực cái có béo thì ghép giống nó mới nhảy và nó mới sinh sản được nhiều. Đấy, còn nếu mà gầy gò nhảy sẽ không động. Tức là nó phải con đực nó phải to hơn con cái, đúng không ạ? Đúng rồi. Và nhìn trông nó phải gọi là nó có sức khỏe, đúng không anh? Đúng rồi. Và cái nguồn tinh trùng của nó, cái hai nữa chất là lượng. Chất lượng của nó tốt hơn, đúng không ạ? Và cái liên quan đến cái vấn đề năng suất, cũng như ví dụ như là một cái con rùi này thì nếu mà nuôi và thời gian ghép giống đã như vậy rồi thì cái thời gian nào là ghép giống và có thể tách được ra?
thưa anh em bà con, cái chương trình là như này, để mà phát hiện được thời gian ghép giống thì nó rất là khó. Có khi là có người mua một được 2-3 con cái về để đợi ghép đậu con này sang con kia là chúng ta không nên. Nếu chúng ta mới nuôi, chúng ta nên bắt được một cái. Sau khi chúng ta đã thạo rồi, chúng ta có thể mua thêm con cái để chúng ta ghép thêm. Đấy. Tránh trường hợp là chúng ta chưa biết ghép mà để một dàn cái chơi với nhau hàng năm trời thì chúng ta mất tiền vào đấy. Chứ không thể là mua một được một cái thôi. Ví dụ mua 5 đôi, 5 được 5 cái chẳng hạn. Sau này chúng ta mua thạo rồi, chúng ta mua thêm 5 con cái. Chúng ta đi sâu vào cái quá trình ghép giống thì chúng ta không thể suốt ngày theo dõi xem con cái nào đục được được. Chúng ta vô cho vào, mà kể cả có đục được, chúng ta cho con đực vào ghép giống thì chưa chắc nó đã đậu. Chính vì thế là chúng ta nên ghép một cái nó đối với nhau thời gian dài. Bao giờ chúng ta xách lên thấy con cái chữa là chúng ta bắt đầu tách đàn. Đây như cái chuồng bên này thì là con này chúng ta theo dõi một con đã chữa rồi đấy. Đây có một con nó chữa rồi. Đây bây giờ như thế này, chúng ta đã thả một thời gian rồi. Chúng ta phải xách lên. Rồi, chúng ta xách lên đúng không? Thấy con cái này chữa bụng to rồi. Đây, rất to này. Vú hồng lên rồi. Là chúng ta bắt đầu cho nó đĩa. Đấy thì bà con theo tôi là như thế này. Chúng ta xách con cái chữa này đi. Đấy, chúng ta để lại con đực. Đấy. Là có khi là con cái muốn phát hiện nó chữa đấy là bà con có thể là theo dõi khoảng 1 tháng 30 ngày trở lên thì con phát hiện được con cái nó chữa hay không. Chính vì thế có khả năng là chúng ta phải phối mất 30 ngày chúng ta mới biết được con cái chữa hay không. Thứ nhất là thế. Thứ hai nữa ấy, là trước đấy chưa chữa, có khả năng chúng ta bỏ vào 1 tuần 5-7 ngày hay là nửa tháng thì cộng thêm thời gian đấy, có khả năng hết 1 tháng rưỡi 2 tháng chẳng hạn, thì con cái khác không còn khả năng thời gian để chúng ta ghép con cái khác. Thứ nhất là thế. Thứ hai nữa là nhiều con đực sau khi phối xong mà nó kém về sức khỏe, nó gầy đi, chúng ta không thể phối được nữa, mà chúng ta phải chăn khoảng 2-3 tháng nó béo lên mới bắt đầu phối. Và con cái chúng ta cho riêng vào chuồng này. Đây, như chuồng này đây là chúng tôi đang nuôi một con cái khác chữa này. Đấy, đây, chuồng này như thế. Chứ nếu mà có nhiều khách ra vào thì tốt nhất là chúng ta nên cho vào một cái khu riêng như tôi ở đây, cái khu này đây là không có người vào. Và tuyệt đối không được ai ra vào cái khu này hết. Đấy, chỉ có công nhân vào chăm và kỹ thuật thôi. Còn nếu bà con nuôi ở nhà, chúng ta tránh người lạ vào trong quá trình chăn nuôi ấy, đang chữa là nó sẽ hoãn. Một là đĩa non, hai nữa là khi đĩa ra thì có vía người lạ vào nó sẽ cắn con. Chính vì thế chúng ta kiêng khem về vấn đề đấy. Nên bà con lưu ý đúng không ạ? Trong quá trình chăn nuôi này, sau khi chữa đấy thì là bắt đầu khoảng tầm 45 đến 60 ngày tùy từng mẹ, thì tôi cũng không theo dõi chính xác được. Bắt đầu sinh sản, sau khi sinh sản xong ấy thì có những con nó sẽ đẻ ít, khoảng tầm 3 con, 4 con chẳng hạn. Thì chúng ta nuôi dưới 2 tháng, khi mà răng bắt đầu vàng ra rồi là chúng ta bắt đầu chúng ta tách, chúng rơi khoảng tầm 3 lạng. Nếu mà những con nó đẻ 6-7 con chẳng hạn thì là phải hơn 2 tháng, trên 2 tháng, 2 tháng rưỡi bắt đầu tách được. Vì nó nuôi nhiều con nó sẽ gầy hơn. Đúng rồi, tôi phải gầy. Sau khi mà nó sinh sản xong bắt đầu mình phải trong bao lâu thì mình mới có lại ghép tiếp được? Cho nó dưỡng lại ạ. Như lúc nãy tôi nói rồi đấy, nếu mà trường hợp mà con mẹ với con bố của nó sau khi tách mà nó gầy là chúng ta dưỡng, bao giờ béo chúng ta mới phối được. Bao giờ mà người nó béo đẩy đà, giống như những cái video bà con xem trực tiếp của con rúi của chúng tôi, nó béo như thế nào chúng ta mới ghép được. Còn nếu nó gầy quá chúng ta bắt buộc phải nuôi thêm. Nuôi thêm bao giờ nó béo chúng ta ghép. Chị em rất là ngoan đấy ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, vừa rồi thì anh Lâm cũng đã dành thời gian để chia sẻ cho bà con cách để mà ghép đàn cũng như là chăm sóc con rúi trong quá trình mang thai, đúng không ạ? Vâng, và có những cái chế độ chăm sóc rất là đặc biệt, bởi vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái năng suất và với cái chất lượng của con giống cũng như là cái an toàn của con nhỏ, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn anh Lâm cũng đã dành thời gian để tiếp đón chương trình Nhà Nông .net và anh cũng có những cái chia sẻ cho bà con khán giả. Vâng, nếu như bà con khán giả muốn hiểu sâu hơn cũng như muốn tìm hiểu sâu về con rúi này ấy, thì có thể liên lạc trực tiếp với hợp tác xã của nhà anh Lâm đây. Và anh Lâm cũng là người rất là lâu năm và nuôi con rúi này và cũng rất là thành công. Vâng, rất là cảm ơn anh Lâm cũng đã dành thời gian để tiếp đón chương trình Nhà Nông .net. Rất cảm ơn bà con đã lắng nghe tôi chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cá nhân của chúng tôi trong thời gian chăn nuôi cũng kết lại. Thì nếu bà con muốn quan tâm ủng hộ và có thể là giao lưu con giống của chúng tôi thì có thể đến tại hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật tại xóm Bình Long, xã Bố Chanh, huyện
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và bà con muốn liên hệ trực tiếp để đặt con giống thì có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0347 629 888. Vâng, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.